Sư Nhân xin chào cả nhà mình nha. Ngày mới Sư Nhân xin chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe và bình an ha. Bây giờ thì Sư Nhân còn đang ở trạm của chị Phượng. Trời thì cả nhà mình thấy tối rồi. Chắc giờ vẫn năm mấy sáu giờ gì đâu á. Thì Sư Nhân tranh thủ quay thước phim này lại để trình rõ với cả nhà mình chút xíu nữa, rồi Sư Nhân có lẽ là về trong đêm nay luôn cả nhà ơi. Ở đây giờ Sư Nhân không có xe Honda, nó cục cái chân rồi mũi mộng rồi thấy. Tại vì không có xe đi ra ngoài nghỉ ngơi được cả nhà mình. Còn ở nhà anh Tiên thì vẫn có chỗ ngủ, vẫn có chỗ ngủ quá trời luôn, nhưng mà Sư Nhân thấy kỳ quá thôi, Sư Nhân không nên quyết định là không ở lại. Và Sư Nhân đang uyển chuyển xe chở gạo ra để Sư Nhân có gian về. Bây giờ Sư Nhân mời cả nhà mình cùng vô thăm các bé trạm chị Phượng sau khi các bé đã về đến chỗ mới và coi như là củng cố lại yên ổn ở từ hồi sáng giờ, coi như là các bé cũng tạm thời quen. Sư Nhân xin mời cả nhà mình cùng theo dõi clip nha. Xin mời cả nhà. Đây sao con đứa không chơi với ai hết nè. Trời thì chuyển mưa. Trời thì chuyển mưa nhưng mà mưa thì không có mưa ha, chỉ chuyển tối thôi, trời tối. Mà chỉ nằm có một mình, không có chơi với ai hết. Đây thì cả nhà mình nhìn thấy vẫn còn chị Phượng thì mua thêm cái kỳ này để hút phân đây. Đây cuộc sống cũng mới. Anh Tiên thì cũng chuẩn bị đâu đó hết bờ rào rồi hết ha cả nhà ha. Tăng nhiên là cây cối rồi, nói chung là cũng dọn bớt một số ha. Ha ha ha!
gì vô hả? Mở hết luôn hả? Mở hết quạt lên luôn hả? Cây nào xài, chỗ nào cũng đó nằm là xài, mở hết luôn. Mở vừa thôi, mở hết quạt luôn là hiện lắm luôn á. Đừng có bẻ, nhánh. Đừng có bẻ nhánh nè, bẻ mấy nhánh nãy chị bẻ nhánh ta bên tiết cây kiển ấy. Đừng có bẻ nhánh nha chị nha. Cây gốc đang đẹp nè. Ủa, rồi nói chung là không sợ lợ, chị không biết thì thôi không nói, nhưng mà mai chị biết là đừng bẻ ha. Cây hoa bằng lăng cây gì đó, bằng lăng tím gì đó, cây kiển á. Rồi bây giờ thì em nói chị vậy nha. À, đúng ra thì em ở đây cho đến ngày mai. À, tuy nhiên thì bây giờ xe cộ đồ các thứ nó không có, nó cũng hơi khó khăn, nó gây hơi khó khăn cho em chút xíu. Và bây giờ thôi em quyết định là em sẽ kêu ra cho chị một xe gạo 1 tấn để chị nuôi các bé ha. Thì bây giờ là em cứ biết kêu trước ra trước cho chị 1 tấn ha. Rồi để chị nuôi các bé thôi. Còn cái số tiền mà 3 triệu của chị Mai cũng như là 5 triệu của em Rút Nguyễn ở Mỹ thì là 8 triệu. Em đang canh coi mua cái tủ đông là tương ứng với 8 triệu đó của mình cho mình ha. Thì em đang nhờ đứa con của em Tiên đang sợt vô mạng mua để cho người ta chở gần ở đây, người ta chở vô luôn tại cũng quen. Rồi người ta chở vô luôn, rồi mình sử dụng. Rồi chị cho cái tủ đông á nằm ở sau bếp á ha, chị cho tủ đông nằm ở sau bếp. Rồi bây giờ thì chị chuẩn bị một chỗ để 1 tấn gạo xe nó chút xíu nữa ra tới. Dạ, dạ. 2-3 tiếng nữa ra tới rồi nó bỏ xuống 1 tấn gạo ha. Ừ. Còn đây là 620.000 này, chị đếm đi. 620.000 mà đây là được 610 mấy ngàn, không chị đã banh ra thiếu mấy ngàn thôi, nhưng mà em đã đưa được chị 600.000. Dạ, dạ, đó dạ. Ha, thiếu có mấy ngàn thôi. Thì 610 mấy ngàn này á là của chị Hoa Trần ở Úc, giống như là đã giúp chị từ hồi nãy giờ đó. Dạ, dạ, dạ. Trong cái live trước đó là giúp cho chị mua thức ăn, rồi cho giúp cho cháu ngoại của chị, giúp cho con rể hay cái người gì mà pha thuốc đó. Dạ. Ha, thì em đã cái tiền mà đứa con của chị mà pha thuốc cho em chích người cho tụi nó thì em đã trao ở dưới rồi. Dạ, dạ. Em đã đưa cho vợ đó rồi. Thì bây giờ là những cái phần tiền còn lại là em đã trao cho chị đủ ha. Dạ. Thì chị Hoa Trần này ở Úc này nói là đưa cho chị tiếp tục là 620.000 này, cũng như là hồi nãy là để dành chị đó bồi dưỡng, mua đồ ăn và bồi dưỡng cơ thể của chị, những cái gì chị muốn cần thì chị cứ mua sắm. Yeah. Đó, trong số tiền của chị Hoa Trần ở Úc đó là em đưa cho chị 620.000 nữa nha, mặc dù là không tới nhưng mà nó thiếu có 3-4 ngàn vậy thôi. À, em cảm ơn chị Hoa Trần ở Úc rất nhiều, chúc cho chị được mạnh khỏe mạnh, được nhiều hạnh phúc. Rồi thì bây giờ 1 tấn gạo ra thì 1 tấn gạo này thì em nghĩ là siêu nhân cũng không biết nói làm sao hơn nữa. Thì bây giờ ra tới đây mà lạ nước lạ cái không có ký gạo nào hết, thì bây giờ siêu nhân cũng nói hôm qua đó thì sẽ mua ra 1 tấn gạo, xe nó chở ra như vậy thì mà mình mua đúng 1 tấn thì nó rẻ hơn ngoài này nhiều cả nhà mình. Và đồng thời siêu nhân cũng có gian gì luôn, siêu nhân xin cả nhà mình chung tay phụ với trạm 1 tấn gạo nha cả nhà mình ha. Nếu mà được thì siêu nhân sẽ đọc tên ca Mạnh Thường Quân mình ra để siêu nhân thông báo ha. Bây giờ thì các bé đã tạm ổn hết rồi nha cả nhà ha. Mọi thứ đã ổn, tủ đông thì chị nhớ nha, tủ đông thì có lẽ là ngày mai sẽ có. Bây giờ mình đặt trên mạng mà, trên mạng thì giờ nó cũng uy tín lắm, với lại con của em Tiên cũng đặt qua mạng thường á, người ta sẽ biết địa chỉ rồi nó vận chuyển nó dễ hơn. Rồi điện đốm đồ xài quạt rồi thì mở, cũng cái nào cần thiết thì mở, rồi chỗ nào mấy thì thôi, mở tùm lum hết, tốn tiền chết luôn.
một cái nữa thì chỗ để gạo nha chị nha. Dạ, dạ, dạ. Chỗ để gạo một tấn, chút xíu nữa gạo để đâu đây? Một tấn gạo để đâu đây ta? Để dưới tụi nó đái. Tụi nó đái. Bên để trong bếp mà đóng cửa rồi. Để trong bếp bây giờ sao dắt vô cho nổi, sao bắt rồi. Mượn xe đùa đẩy vô. Mưa quá luôn rồi cả nhà ơi, mưa luôn rồi. Mưa luôn cả nhà ơi. Bây giờ thì siêu nhân phải chờ khoảng cỡ 4 tiếng đồng hồ sau, nói chung là khoảng cỡ 10 giờ tối á, là xe gạo nó mới ra tới, là siêu nhân mới về được cả nhà ha. Bây giờ siêu nhân chạy tới vô nấp mưa cái. Cả nhà mình chờ xem clip ha, siêu nhân sẽ nhập gạo về cho chị Phượng luôn nha cả nhà mình. Cả nhà mình nhớ ủng hộ phụ với là chị Thúy cũng như là tất cả các mạnh thường quân phụ cho chị Phượng nuôi các bé với cả nhà mình. Bây giờ thì tạm thời chủ nhân chỉ biết nói là tạm thời các bé ổn nha cả nhà ha. Cả nhà mình chờ chủ nhân quay xe gạo luôn nha, và cái tủ đông nữa. Em tiên cho hai bà cháu cái giường, hai bà cháu cái giường đi ngủ, mà chủ nhân đó, chủ nhân quay cho cả nhà mình xem á, hai bà cháu lên nằm, tụi nó nằm dưới chân kìa đó. Chị Phượng nằm ở trong, nằm sát xuống dưới cái nhà mình khó thấy. Cũng được cái giường nằm nghỉ được cả nhà mình ha. Cả nhà mình nhớ đón xem chút xíu nữa là xe gạo tới luôn nha cả nhà mình. Chờ chủ nhân quay xe gạo nữa tới cho cả nhà mình xem luôn. Xin mời cả nhà mình cùng xem clip ha. Rồi nè cả nhà mình, cuối cùng thì chủ nhân đã nhờ mua được cái tủ đông đã chờ tới cả nhà mình ha. Tủ này là 280 lít, có in vector. Tủ này thì của Mạnh Thường Quân mình, đó là chị Mai hỗ trợ 3 triệu, em Rút Nguyễn ở Mỹ hỗ trợ 5 triệu. Là 8 triệu, mình mua cái tủ này là 7.800.000 nha cả nhà mình nha. Đây là một cái tủ tủ đông ha cả nhà mình. Rồi cả nhà ơi, cuối cùng thì siêu nhân cũng chờ xe gạo tới. Cự siêu nhân quá trời. Đúng ra thì xe này là xe gạo này là tới trạm của Mỹ Phương. Tuy nhiên thì bỏ siêu nhân ngoài định quán, siêu nhân nói thôi Mỹ Phương sáng mai thì hãy nhận, còn giờ tranh thủ chạy ra để cho trạm của chị Phượng giờ mới vừa về để các bé đó có gạo ăn, và đồng thời siêu nhân có gian vậy luôn. Thì đây là một xe gạo 1 tấn 20 bao nha cả nhà mình ha. Luôn tiền xe đó, ra tới đây là 12.800.000. Trong đây thì có hồi chiều cả nhà mình cũng nghe siêu nhân nói là có một chị Mạnh Thường Quân, tên là cháu Cà Rốt ở Pháp đó cả nhà mình, chỉ hỗ trợ 150 euro đó để mua cái nồi cơm, thì chị Phượng đã có, thì nãy siêu nhân đã nói lại thì với Mạnh Thường Quân, thì Mạnh Thường Quân mình đồng ý là chuyển đổi từ cái nồi cơm đã có rồi thì qua bằng gạo cho các bé ăn. Thì 150 euro thì siêu nhân tra vô cái từng vừa rồi siêu nhân cũng nhận của cũng chị có cháu Cà Rốt luôn đó, thì là bằng là 3.810.000, là bằng 150 euro nha cả nhà mình ha. Kế tiếp nữa thì em Ngọc ở Mỹ hỗ trợ phụ thêm 200 kg gạo, bằng là 2.6 triệu. Thì hai Mạnh Thường Quân mình số tiền là 12.800.000. 12.800.000 mình trừ cho 3.810.000, trừ tiếp cho 3.810.000 này là của chị cháu Cà Rốt ở Pháp đó cả nhà mình ha. Rồi mình trừ tiếp cho 2.6 triệu của em Ngọc ở Mỹ nữa, thì còn lại là 6.390.000. Thì 6.390.000 này thì siêu nhân nói với cả nhà mình đây là cũng là của phần quà, phần còn lại là 6.390.000 này là cũng của chị Thúy hỗ trợ phụ với lại chị Phượng nuôi các bé nha cả nhà mình ha. Rồi siêu nhân xin đại diện cho trạm chị Phượng cũng như là tất cả những người yêu thương chó mèo một lần nữa xin chân thành cảm ơn đến chị Mai hỗ trợ 3 triệu, em Rút Nguyễn ở Mỹ hỗ trợ 5 triệu để mua cái tủ đông, và xe gạo thì được chị xe gạo thì được em Ngọc ở Mỹ hỗ trợ 200 kg bằng 2.6 triệu, và chị cháu Cà Rốt ở Pháp hỗ trợ 150 euro bằng 3.810.000. Phần còn lại là 6.380.000 là của chị Thúy chung tay vô cho đủ xe gạo 1 tấn này đó cả nhà mình.
Thì siêu nhân không biết nói sao hơn, xin kính chúc tất cả quý mạnh thường quân mình trong và ngoài nước luôn luôn được nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống nha. Bây giờ siêu nhân xin phép cả nhà mình, có lẽ là siêu nhân tạm dừng cái clip lại, siêu nhân phụ bỏ gạo xuống cho xong, rồi sau đó hai anh em về lại thành phố. Siêu nhân dự đoán chắc về tới thành phố chắc 1-2 giờ đêm á cả nhà mình. Siêu nhân xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý khán giả Mạnh Thường Quân trong khoảng thời gian vừa qua đồng hành cùng với siêu nhân, cũng như là xem kênh, xem clip, ủng hộ siêu nhân nhiều việc, nhiều mặt, nhiều thành phần. Siêu nhân không biết nói sao hơn, xin cảm ơn đến cả nhà mình rất là nhiều ha. Bây giờ siêu nhân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình. Rồi, cả nhà mình xem clip nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho siêu nhân ha. Bây giờ siêu nhân xin phép cả nhà mình tắt máy để xuống gạo được cả nhà mình đây. Chào tạm biệt cả nhà, máy bay cả nhà nha. Xuống tấn gạo cũng hơi mệt mệt. Máy bay cả nhà.